em à, sao con của chúng ta giờ này nó còn chưa nở nữa? Không lẽ nó bị ung rồi? Hay là chúng ta đập ra kiểm tra thử đi? Đập cái đầu của anh đó, ăn nói xà lơ không à. Đúng ngày đúng tháng thì nó mới chui ra ngoài được chứ. À, hôm nay có vẻ như đã trễ 2-3 ngày rồi thì phải. Đáng lẽ giờ này nó đã nở rồi mới đúng chứ. Hả? Con của chúng ta nở rồi kìa, nó chào đời rồi. Trời đất ơi, nhìn kìa, nó có trái ớt to quá à. Nó là con trai, giống anh. Vậy là chúng ta có người nói giỏi trong đường rồi. Ồn quá à. Ủa, mấy người là ai vậy? Không lẽ mấy người là ông bà già của tôi hay sao? Chúng ta không phải là ông bà già của con, mà chúng ta là cha mẹ của con. Trời đất ơi, chưa gì hết mà nó đã muốn mất dạy rồi. Thôi em ơi, con nó còn nhỏ mà, không sao đâu, đừng có rầy tội nghiệp nó. Không được, dạy con từ thớ còn thơ, dạy chồng từ thớ bơ vơ mới lấy về. Em nghĩ hãy cho nó đi học mẫu giáo ngay lập tức đi, để nó biết được lễ nghĩa là như thế nào. Thôi thôi, tôi không có muốn đi học gì đâu. Tôi chỉ thích ở nhà ăn chơi ngủ với lại ị thôi à. Bây giờ tự nhiên nhắc cái thèm muốn đi chơi ghê luôn á. Hả? Đằng kia có nhiều nước quá à. Tôi thích nước, tôi muốn bơi, tôi muốn bơi. Cái gì thế kia? Mày đứng lại cho tao, thằng mất dạy trời đánh kia. Mày chưa gì hết, mày đã dám cãi lời cha mẹ rồi. Bây giờ còn tự ý đi chơi nữa. Mau, nằm xuống cởi quần ra cho tao đánh đòn. Thôi, mời, bình tĩnh lại đi. Con nó còn bé xíu mới nở mà, cứ để cho nó tự do vui chơi thoải mái. Này, con ơi, cẩn thận đó, đừng ra xa quá, nguy hiểm lắm. Tôi biết rồi ông già, nói gì nói hoài, mình mệt quá à. Đã quá, đã quá, nước mát quá, sướng quá. Hả? Ủa, có thứ gì đó bên dưới đang tiến lại gần mình. Hả? À, trời đất ơi, con ơi, con ơi, anh ơi, con của chúng ta bị con cá bạch kia nuốt chửng rồi. Ngon quá, thật là đã. Bụng mình hơi khó chịu thế này, không lẽ vừa ăn nó nuốt chửng xong lại bị đầy hơi hay sao? Chết tiệt thật. Không hay rồi, không hay rồi, phải trồi lên mặt nước mà thôi. Chết đi. Ta sẽ cắn hết nội tạng của người, người dám ăn thịt ta à. Ông bà già ơi, ông bà già đâu rồi? Tôi sợ quá. Ủa, thứ gì đây? Trời đất ơi, là một cái xác của một sinh vật to lớn. Trên người của nó còn có một bộ áo giáp, trông đẹp quá à. Nhưng mà mình còn nhỏ, mình không mang vừa bộ áo giáp đó. Hay là mình tiến lại gần, ăn thịt nó để thật mau lớn, Rồi lấy bộ áo giáp của nó luôn. Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. Chào các bạn. Hôm nay thì các bạn biết tôi là con gì rồi đúng không? Vừa mới nở ra thôi thì tôi tưởng mình hay mình giỏi, tôi cãi lời cha mẹ, và kết quả mém nữa tôi bị mất mạng như thế này đây. Trong lúc vô cùng bối rối thì tôi gặp được một cái thứ sinh vật gì đó đã bị chết. Tôi tiến lại gần và ăn thịt nó cho đỡ đói. Thứ thịt của nó cũng bồi dưỡng cơ thể của tôi, khiến người của tôi lớn lên thêm một chút. Đồng thời lúc này trên người của thứ sinh vật đó có một bộ áo giáp rất đẹp, tôi cũng đã mang vào và thật là vừa vặn. Được rồi, bây giờ tôi cấp tốc quay trở về nhà tìm lại cha mẹ của tôi để tôi xin lỗi họ. Tôi tự nhiên nhớ nhà, nhớ ông bà già của mình quá đi. Tôi cũng nhanh chóng tăng tốc và tiến thẳng theo cái hướng ngược lại mà con cá mập đã bắt tôi đi khỏi vòng tay của cha mẹ tôi. Nhưng con đường quay trở về nhà không hề dễ dàng, mà tôi đã gặp rất nhiều thứ quái vật, thứ kinh dị muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Đứng lại, con khủng long T-Rex nhỏ kia, cho bọn ta cắn ngươi một miếng. Bọn ta đói lắm rồi, mấy ngày nay bọn ta không có gì vào bụng. Làm ơn đi, cho bọn ta xin một tí máu. Chết tiệt, vậy ta cho ngươi cục phân của ta nè, ăn đi cho đỡ đói, cho các ngươi đừng hòng ăn thịt được ta. Mời đẹp, bạn kia, mau
quay nó lại, xe sạc đó, nó dám chọc điên chúng ta. Không, đúng rồi ha, mình có bộ áo giáp này mà, có thể bảo vệ cơ thể của mình khỏi những vết cắn của những con sâu tử thần này. Vậy thì mình sẽ thừa thắng xông lên, tấn công, hút vào điểm yếu của bọn chúng. Nhờ cái tính nhặt được cú rơi, đồng thời bỏ túi mà tôi đã sở hữu được một chiếc áo giáp đặc biệt. Cũng chính nhờ nó đã cứu lấy cái mạng của tôi và giúp tôi thoát khỏi bầy sâu tử thần dữ tợn. Tôi lại tiếp tục tiến thẳng về nhà. Đi được vài bước nữa thì bỗng dưng tôi thấy được một sinh vật vô cùng quen thuộc. Trời đất ơi, là một con khủng long T-Rex trưởng thành. Nhưng khoan, sao nó bị thương chằng chịt trên người thế? À, nó cũng có mang một bộ áo giáp, nhưng bộ áo giáp của nó là bằng sắt thép. Cứu đồng loại của tôi với. Nó còn sống. Này, đồng loại của ngươi, xảy ra chuyện gì vậy? À, ngươi có biết cha mẹ của ta ở đâu không? Ta không biết, ta đau quá. Làm ơn cứu đồng loại ta khỏi tay của lũ rồng. Họ bị nhốt ở phía trước. Này, chết tiệt thật. Có khi nào cha mẹ mình cũng đang bị nhốt ở đó hay không? Mình phải chạy vào đó xem thử. Nhưng khoan, bộ áo giáp của mình chật chội quá. Mình cũng đã lớn lên khá nhiều. Hay là mình đổi bộ áo giáp sắt của con khủng long T-Rex chết này? Tôi vừa suy nghĩ thì đã thực hiện ngay lập tức. Và kết quả, một bộ áo giáp sắt vô cùng đẹp đẽ, mặc dù nó có vài chi tiết hư hỏng do một cuộc chiến đấu lớn nào đó đã để lại, nhưng nó vô cùng vừa vặn với tôi. Tôi rất thích nó. Sau khi mang vào, tôi nhanh chóng tiến thẳng về phía trước. Nghe nói lúc nãy bay đàn T-Rex nào đó đang bị một lũ rồng tấn công và giam giữ. Hả? Không lẽ là lũ rồng ở đằng kia? Khốn kiếp, vậy thì tôi sẽ xông tới đó xé xác bọn chúng, sẵn thử sức mạnh của bộ áo giáp sắt này luôn. Hả? Cái gì nữa đây? Một con khủng long T-Rex mang áo giáp sắt à? Mẹ kiếp, lúc nãy bọn ta đã giết chết ngươi rồi mà. Hả? Nói cho ngươi biết, ta là một con khủng long T-Rex khác. Không phải là con hồi nãy đâu. Hay lắm. Ta không ngờ bộ áo giáp này lại mạnh mẽ đến như vậy. Nó còn kháng đòn tốt hơn bộ áo giáp gỗ lúc nãy của mình nữa. Trời đất ơi, nó còn có tích hợp súng nữa kìa. Nó bắn ra một luồng ánh sáng gây sát thương cực kỳ mạnh. Quỷ thần thiên địa ơi, nếu mang bộ áo giáp này mà đi cua T-Rex cái thì chắc chắn con nào cũng muốn có bầu với mình hết cho mà xem. Cứ như thế, tôi đã tiêu diệt được một vài con rồng sừng kỳ lạ này. Nhưng đang chiến đấu một hồi thì đột nhiên có một sự cố đã xảy ra. Chiếc áo giáp này bắt đầu báo lỗi, bắt đầu có dấu hiệu của sự nứt nẻ. Chết tiệt, mình không kiểm soát được bộ giáp này từ đầu. Không hay rồi. Hả? Bộ giáp đã bị vỡ hoàn toàn rồi. Đây, ngươi còn sống đó chứ? Đau quá. Ở đây là đâu thế này? Khủng long T-Rex nguyên một bầy luôn. Ngươi ở đâu tới đây mà trông lạ? Làm sao để bọn chúng bắt thế này? Tôi đi tìm cha mẹ của tôi. Cái gì? Ngươi cũng đi tìm cha mẹ à? Hả? Trong bầy của chúng ta cũng có một cặp vợ chồng T-Rex vừa mới gia nhập, cũng đang bị thất lạc con kìa. Đúng rồi, là chúng tôi đây nè. Hả? Không lẽ cậu là trời đất ơi, anh ơi, con của chúng ta kìa. Màu sắc, cơ thể giống như lúc nhỏ vậy. Cái mỏ của nó nhiều chuyện y chang như cái mỏ của em luôn. Cha mẹ ơi. Đây, con khóc lóc toàn tụ đã. Ngươi ở bên ngoài vào, ngươi có thấy một con khủng long T-Rex nào mang một bộ áo giáp hay không? Có, nhưng mà hắn đã chết rồi. Còn bộ áo giáp đó, tôi đã lấy và mang vào chiến đấu với lũ rồng. Kết quả bộ áo giáp cũng tan tành, và tôi thất bại nên bị bắt vào đây nè. Khổ kiếp thật, vậy là chúng ta sẽ thất bại hay sao? Cho tôi hỏi, bộ áo giáp đó mấy người lấy ở đâu ra vậy? Thì trông ở nhà tù này chứ sao. Có rất nhiều kim loại rất kỳ lạ. Chúng tôi đã cố gắng chế tạo ra hai bộ áo giáp. Một bộ thì con khủng long T-Rex đó đã đem đi để chống lại lũ rồng, nhưng thật không ngờ thất bại. Cái gì? Hai bộ? Còn bộ còn lại ở đâu? Bộ còn lại
ở trong phía khe suối đằng kia. Nó rất nặng, chồng chúng tôi không ai mang nổi cả. Vậy thì cứ để tôi. À, trời đất ơi, thứ áo giáp kim loại gì thế này? Nó cứng cáp và chắc chắn quá. Đúng, thật không phải là một bộ áo giáp tầm thường. Trời đất ơi, cậu có thể nhấc được nó lên. Hay lắm. À, thứ kim loại đó chúng tôi gọi là Titan. Nó rất quý hiếm và rất ít. Chúng tôi phải đào sâu xuống dưới lòng đất ở nhà tù này mới tìm kiếm đủ số lượng để chế tạo một bộ áo giáp đó. Vậy thì hãy cho tôi mượn, tôi sẽ mặc nó chống lại lũ xấu xa rộng ác độc kia. Giải cứu mọi người. Sau đó tôi đã khoác vào trong mình bộ áo giáp vô cùng đặc biệt và nặng trĩu này. Tôi tiến ra ngoài phía nhà tù và gầm thét lớn. Thật bất ngờ hơn nữa, tiếng thét của tôi đều được bộ áo giáp này cường hóa thành một sóng xung kích vô cùng mạnh. Làn sóng xung kích có màu đỏ và gây sát thương vô cùng lớn. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Nhìn kìa! Một con T-Rex nó mang một bộ áo giáp kỳ lạ quá! Điên tài quá! Chết hết đi! Lũ bẩn thỉu! Các người to gan dám chiếm lãnh địa của loài T-Rex bọn ta! Rồi bây giờ tự cho mình là loài chúa tể à? Hôm nay ta sẽ giải phóng loài khủng long bạo chúa của chúng ta và chúng ta sẽ trở thành chúa tể mới. Mẹ kiếp, thì ra là một tên tù nhân T-Rex to gan dám làm loạn khu vực mà bọn ta chiếm đóng à? Ta sẽ nhai nát đầu của ngươi. Cái bọn xấu xa này còn có một tên chúa tể cầm đầu, hắn khổng lồ quá, nhưng mình không sợ đâu. Mình sẽ sử dụng bộ áo giáp tay tinh này liều mạng như hắn. Tôi và cũng đồng chúa tể này đã cắn qua cắn lại, nhưng dường như hàm răng của nó không hề cứng cáp bằng bộ áo giáp tôi mang lên người. Kết quả sau một hồi chiến đấu, tôi liên tục gầm thét tạo sóng xung kích phá vỡ màn nhĩ của con rồng chúa tể khổng lồ. Kết quả thì nó đã bỏ chạy chuồn mất, để lại thuộc hạ của nó nằm la liệt khắp mọi nơi. Giờ thì tôi đã giải phóng được cho cha mẹ của tôi và tất cả các đồng loại T-Rex khác hoàn toàn tự do.